Đường ở đây nhiều dốc dài quá nhỉ. Ừ, dốc dài thật. Chân anh sao đấy? Mình bị thấp khớp, trời trời lại đau. Anh bị thấp khớp mà ở đây toàn leo núi, anh làm sao đi được? Tưởng cấp trên chị hoặc chuyển làm công tác khác nhẹ nhàng hơn chứ nhỉ. Mình ở trạm giao liên này đã 6-7 năm rồi. Từ cái thời đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng kia. Mà lạ thật cậu ạ. Nơi này ngày xưa là khu rừng hoang dã không dấu chân người. Vậy mà ở đây lâu, đi đâu cũng nhớ về đây như nhớ nhà mình vậy. Chắc anh quê trong Nam. Quê mình vùng Quảng Ngãi. Từ thủ bé chỉ quen nhìn biển. Hồi mới lên rừng tầm mắt bị thu ngắn lại, tức tối như là có ai đứng ngăn trước mặt. Thế anh không muốn về quê chiến đấu à? Cậu hỏi chi kỳ vậy. Sao lại không muốn về quê hương mình chiến đấu? Nhưng cái muốn của mình không thể vượt lên cái muốn của tổ chức được. Ở đây yên tĩnh quá anh nhỉ. Đừng chủ quan. Triển khai đội hình, có máy bay đây. Từ từ cậu, chủ quan là mất cái đội nón ngay. Ta đi thôi. Khẩn trương lên. Mất bao nhiêu thì giờ. Này, lại có tiếng máy bay. Không sao. Ấy. Họ bị 10 đấy. Ta cứ tiếp tục đi thôi. Tối hôm nay chuyển thương binh vất vả đấy. Đi. Này, mỗi người qua đây chỉ dám chân lên có một lần. Mà hòn đá lõm xuống thế này nhỉ? Vâng. Đúng là bước chân người giao liên mài mòn đá. Vâng. Mai kia kháng chiến thắng lợi, ta mang nó về đặt trong viện bảo tàng cách mạng. Chà, đúng là hòn đá biết nói. Nghĩ ngợi gì thế? Đi thôi chứ. Bố mình hy sinh trên đường công tác vào Nam. Nhìn hòn đá này, mình lại nhớ đến ông cụ. Nghĩ đến lúc ông cụ qua đây và cũng đặt chân lên hòn đá này. Ê, vẹt, người nhà chứ không phải khách đâu. Chào người nhà đi. Chào người nhà đi. Chào nữa đi nào. Giỏi. Vẹt chào nữa đi nào. Nữa đi nào. Tay này bơi trình độ thật. Đây. Ê, của trời cho. Hay quá nhỉ. Ở Hà Nội mà được sông bằng này quý phải biết. Sao không thấy đâu cả nhỉ?
Không biết là nó bị mắc ở đâu mày nhỉ? Lên mạng kia đi. Đi. Bọn mình được giữ lại bổ sung cho Giao Liên nên mới được gần nhau. Chứ nếu không thì bây giờ cũng mỗi đứa một phương rồi đấy nhỉ? Trường mình năm nay nhập ngũ đông thật. Mình không ngờ đâu. Cậu cũng cùng được đi đợt này với bọn mình kia đấy. Mình phải xin mãi trên mới cho đi được. Này, chiến thắng xong chắc chắn cậu sẽ công tác ở ngành xây dựng rồi. Còn mình thì mới học xong năm thứ hai. Ôi, chưa ra đâu vào đâu cả. Có khi mình xin chuyển sang nghề khác cũng nên. Ngành xây dựng này mình thấy ớn ớn thế nào? Cậu chưa làm gì đã kêu ớn. Ngành xây dựng mình hay chứ. Theo mình thì người có nghị lực ném vào môi trường nào cũng tìm thấy thích thú. Từ thích thú dẫn đến say mê. Mà không một tài năng lớn nào không bắt nguồn từ say mê đấy cậu. Cậu nói thế thì đúng sách quá rồi đồng chí chấp hành đoàn này. Nhưng thực tế thì còn tùy đấy. Đến chịu mẹ cho thầy. Đúng bằng của chúng mình. Bắt được quả tang bốc hơi rồi. Anh Thiện ơi, sao lại hất tay trên của anh em thế? Có chuyện gì thế mấy cô? Các anh bắt được mấy thứ này ở trên suối đấy à? Của chúng em đấy. Thế mà bọn này cứ tưởng là của trời cho đấy. Chúng em đi cải thiện ở trên đầu nguồn, rồi thả suối về chị em ở nhà đón. Mọi hôm vẫn làm thế. Hôm nay thấy quái lạ, không hiểu nghẽn ở đâu. À ra thế. Chúng tôi mới tới nên không biết. Xin lỗi nhé. Cho chúng em xin. Lẽ ra chúng em phải xin lỗi hai anh. Ban nãy cứ tưởng là anh Thiện ở bên Do Liên. Thôi chúng em về nhé. Xinh gớm nhỉ. Này, các cô ơi, các cô tên là gì và ở đâu đấy? Bí mật. Chú bảo phải bắt sang đấy. À. Chú bắn được con gà to quá nhỉ? Nhỏ thôi. Nặng lắm. Này, tụi bay nhớ sang tiếp khách cho tao nghe không? Dạ. Có phải hai người khách không chú? À. Chúng cháu gặp ở ngoài suối rồi cơ. Lại sắp. Ma cũ bắt nạt ma mới. Làm mấy cậu tân binh mất tinh thần là tụi bay chết với tao nghe không? Các tướng ấy thà bắt nạt chúng cháu là phúc tổ rồi chú ạ. À. Thế nữa. Đã có gì nấu thịt gà chưa chú? Chưa. Hay chú cầm tạm sâu măng này vậy? À. Đưa tao mấy củ măng đây. Chú cho về chú nhớ. À. Này, nhớ chiều sang nghe không? Vâng ạ. Chú Bảy ơi, chiến sĩ mới của chú trông cũng tương đối đây. Tao đồng chí với mày à? Đồ nối theo. Đứng lại. Chạy. Chạy. Chạy đầm rơi. Gì thế hả? Ngỗng rất kỵ lá khoai cậu ạ. Đấy, tớ chứng minh cho cậu thấy rõ rằng ngỗng là một giống vật ngu nhất. Cứ hễ bịt mắt là mất phương hướng hoàn toàn. Giống nào mà chả thế hả? Đến con người mà bịt mắt lại cũng phải mất phương hướng nữa là. Không, con người khác hoàn toàn.
Cậu có nhận thấy những người mù thường rất tinh tai không? Ờ, đấy, họ lấy tai thay mắt đấy. Thì hôm nay đỡ chốt chưa? Dạ, đỡ rồi chính trị viên ạ. À, còn hơi vắng đồng một ít ạ. Còn đồng chí Thành, mấy hôm nay làm việc thấy vất vả lắm không? À, cũng thường thôi ạ. À này, ta thả con ngỗng này ra, cả tội nghiệp nó. Chắc hồi nhỏ cậu được mẹ chiều lắm phải không? Không, mẹ tôi mất từ khi tôi mới lên một. Này, hãy Thiện dẫn Thành đi chơi đi, tranh thủ ra ngoài chòi đồng bào mà thăm cho biết. Đi đi. 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 Cậu sống ở đây lâu chưa? Hơn một năm rồi. Ừ. Ở đây dễ chịu lắm. Hả? Dễ chịu thế nào cơ? À, dễ chịu ở đây tôi muốn nói là đa số cán bộ, chiến sĩ trong trạm đều đoàn kết thương yêu nhau. Thương yêu à? Ờ. Có khi tình thương yêu cũng phải xem lại thôi. Tớ cứ niệm mỗi lần bà dì ghẻ xưng hô mẹ mẹ con ngọt ngào với tớ. À, tớ biết bà ấy sắp sửa sai bảo tớ làm một việc gì khó nhọc rồi đấy. Cậu có vẻ định kiến tận. Đi. Ừ, không phải thế đâu. Đi trước nhá. Ơi, nào, ơi, sang đi. Khá lắm, tay này chơi được với đất Trường Sơn đấy. Ê. Nó có dữ không hả bà? Không, nó hiền lắm, không cắn đâu. Đây. Này. Hả? Cậu bị làm thí rượu mận à? Bậy nhỉ. Này, đem về nuôi chứ cậu. Hả? Được. Khoan này. Bộ đội mày rét, hôm khác mày đến lấy. Ui. Bằng lòng đổi rồi mà. Ui không, không rét đâu bà. Bà đưa con. Hey, trốn tới cậu. Này, bộ đội. Dạ. Lúc khác bà lấy cũng được. Cảm ơn bà. Con về bà nhé. Chú con về bà. Ờ, về. Nhanh tay lên, nhanh tay lên nào. Này, các anh ra ngoài bến phà chờ đi hả? À, nhanh lên, có cái xe kia chậm thế. Chú Bảy à, chú đi đón Thục Minh đi ạ. Anh ra bến phà đây. Trong kia mình đã có chiến dịch đấy. Tuân này, hình như tương đối của mày vừa đi qua đấy. Khỉ, của mày thì có, nhường cho mày đấy, nhường cho mày đấy. Hoặc tự tin nào, nào, nào. Chào đồng chí. Chào thủ trưởng ạ. Chào người đồng hương. Chúng tôi được lệnh đến đây đón thương binh. Sao bây giờ chưa thấy xe cơ giới chuyển thương binh về đồng chí nhỉ? Dạ, chưa thấy gì thủ trưởng ạ. Gay quá nhỉ. Chào các đồng chí. Chào đồng chí. Tôi ở đơn vị cao pháo vừa hành quân vào đêm qua. Đơn vị tôi còn rớt lại một khẩu đội vì xe hỏng. Đồng chí, cho tôi gọi nhờ điện qua sông hỏi xem khẩu đội đã đến chưa nhé. Vâng, mời đồng chí cứ gọi. Anh Bảy này, hay là
anh cho anh em đợi ở đây để tôi qua trạm Barre bên kia sông Cam Thú xem tình hình thế nào. Có gì tôi báo điện về ngay nhé. Các cậu ở lại nhé. Anh đi đâu? Cho chúng em đi với. Thôi, các cậu đi theo mình lích ích lắm, nhớ ra nguy hiểm đấy. Thôi, các cậu mới về hay nghỉ đi đã, vội gì. Phải. Ôi giời, chưa làm gì mà đã ngời thế này thì chán lắm anh ạ. Thôi cũng được, đi. Ôi. Đi. Ai trèo lên cao thế kia? Anh hả? Xuống ngay! Xuống ngay đi! Anh em ơi, cẩn thận đấy! Có pháo sáng bên phía hội pha đấy! Giờ đã sốt ruột quá đồng chí. Các đồng chí này, nếu có xe kéo pháo đi qua, các đồng chí nhắn giúp là tôi đang chờ ngoài trạm barrier nhé. Vâng. Chào các đồng chí. Chào đồng chí. Chào đồng chí. Cậu trèo cao thế, nếu máy bay ập tới, dù có mọc cánh ra cũng không bay xuống hầm kịp. Sao ngốc nghếch thế hả? Không đi đâu nữa hết. Cậu vào ngay trong hầm kia cho tôi nhờ. Đường hàng trăm mét, cả bom bi cũng có nữa đấy. Bây giờ tôi phân công thế này nhé. Cô Mai, cậu Thành ở lại đây. Còn tôi với cậu Hiếu sang bên kia sông, xem họ đã chuyển thương binh đi chưa. Ta đi nhé. Đó. Ôi trời. Tim ngừng đập mất rồi. Vâng. Hiếu ơi, băng ca đâu? Thôi chết, em để quên ngoài bến phà mất rồi. Để em quay lại lấy nhé. Từ đây ra bến phà phải hơn cây số. Thôi, bây giờ cậu ngồi đây, để mình chạy vào trong bản kia cấm tâm vạn, rồi cùng khiêng đồng chí về vậy. Vâng. Nhé. Vừa mới đánh vào bản, dân ở đây đã di chuyển xong. Hả? Cái gì? À, đằng này vẫn an toàn. Cứ yên chí, không sao đâu. Chết thế nào nổi tớ, còn sơi. Gì thế người anh em? À, cậu... Có anh cán bộ cao pháo vừa hy sinh. Cậu báo điện về đại đội hay binh trạm hộ nhé.
Quý ơi! Anh Quý ơi! Anh Quý ơi! Anh Quý! Anh Quý! Anh Quý! Em đây anh Quý. Thiếu đây à? Anh Quý. Từ nãy đến giờ cậu đi đâu? Em có lỗi. Em sợ. Mình bị trận bom đầu tiên, chả cũng gầy lắm Hiếu ạ. Không đơn giản đâu Hiếu này. Dũng cảm đâu phải do bẩm sinh, mà là một quá trình nhận thức, một quá trình rèn luyện. Cậu đã quay trở lại như vậy là tốt rồi. Với lại cũng tại mình đi hơi lâu, lúc ở bến phà quên nhắc cậu nhớ mang theo băng ca. Không, tại em tất cả. Cố gắng anh em ơi. Sinh viên ơi, có đau vai không? Rồi. Buồn. Mình nhớ một vai nào. Nước cho cháu ơi. Đứng lại, Thành. Vào đây. Này. Nào, đừng bế. Ồ, không sao. Đừng bế các cháu miền Nam ra Bắc học. Chú có thể chạy u một mạch ra đến Hà Nội cơ. Tên cháu là gì? Má cháu đâu? Má cháu bị lính Mỹ bắn chết rồi. Thế còn ba cháu? Ba cháu ở với các chú giải phóng quân. Ba cháu cụt tay nè. Không bồng cháu được như chú đâu. Hôm qua cậu đã chạy đến trạm Baria kịp thời báo tin để đưa đồng chí liệt sĩ về, như vậy là rất tốt. Mặt đường là mặt trận phải xông xáo dũng cảm. Em đây hình như là thác nàng tiên ấy, có phải không các đồng chí? Vâng, đồng chí nghe tinh thần. Chà, dốc này dài lắm đây. Sắp hết dốc rồi đồng chí ạ. Để lao anh em. Dừng lại đây thôi đồng chí ạ. Quá trên này đi các đồng chí. Chị mệt lắm phải không? Cố gắng một chút chị nhé. Đi liên miên từ trong Nam ra thế này vất vả quá. Chúng em sẽ đưa chị về hậu phương chữa bệnh. Càng sớm càng tốt chị ạ. Không sao đâu em. Em và các đồng chí vất vả nhiều chứ. Chị ở tù mãi chịu đựng quen rồi. Tôi vẫn nhận được hướng mặt trời đồng chí ạ. Mắt tôi nhất định chữa khỏi. Vâng. Bên trái đây hình như có cây xăng lẻ. Đúng rồi. Đồng chí đưa tôi đến đó một chút nhé. Bên này không? Đây rồi. Đồng chí khắc tên mình lên đấy à? Không. Thằng bạn rất thân của tôi đấy. Cậu ấy bị thương nát cả hai bàn chân ngay từ lúc trận đánh mới bắt đầu. Thế mà không hề rên la một tiếng. Cố cắn răng chịu đựng để đảm bảo bí mật cho trận đánh thắng. Đưa về đến đơn vị thì cậu ấy tắt thở. Anh em trong đơn vị đánh giá cao về sự cống hiến và chiến công thầm lặng của đồng chí ấy.
Đúng là một chiến công thầm lặng, một tấm gương về tinh thần kỷ luật, tổ chức tính cao. Có khi một chiến công thầm lặng lại có tiếng vang gấp mấy lần chiến công ồn ào. Đối với tớ, nếu cần phải hy sinh, tớ quyết chọn một trường hợp hy sinh vẻ vang. Ở vào trường hợp cậu, liệu cậu có dám cắn răng chịu đựng và hy sinh trong im lặng không? Tất nhiên tớ cũng sẽ xử sự như đồng chí Nghiên thôi. Nhưng tớ coi đó là điều bất hạnh cuối cùng trong đời. Bất hạnh? Không, tôi thì lại nghĩ khác. Người nào đã biết tính toán phải hy sinh làm sao cho thật vinh quang thì người đó sẽ không dám hy sinh được. Như đồng chí Nam này, trong lúc truy kích địch, đồng chí đó bị dính đạn của ta. Còn đồng chí Thường bị máy bay của địch trong lúc quay trở lại cõng liệt sĩ. Đấy, trường hợp bị thương của cả hai đồng chí đó đều bất hạnh cả hay sao? Tôi tuy không nhìn thấy đồng chí, nhưng tôi đã nhìn được ý nghĩ của đồng chí. Ấy chết, yêu cầu đồng chí không tranh luận, ảnh hưởng tới vết thương. Còn chúng ta không được làm thương binh xúc động. Thôi, xin mời tất cả lên đường. Yên chí, từ từ thôi. Cậu không viết thư về cho gia đình? Không đời nào. Tốt nhất làm cho gia đình quên mình đi. Thế lại ổn cho ông bố mình hơn đấy. Sao? Vì nếu mình viết thư về nhà mà không mặn nồng hỏi han bà gì thì cũng thật đến khổ cho ông bố mình rồi. Mà mặn nồng thế nào được hả cậu? Tớ không quen giả dối trong tình cảnh. Tóm lại, cậu cũng chỉ là một thằng gàn thôi. Còn mình thì... Cậu viết thư rồi à? Rồi. Cậu đọc đi. Thôi. Đây, tớ muốn hỏi ý kiến cậu mà. Ông anh viết tình cảm quá nhỉ. Thằng quỷ. Tôi xin lỗi. Có phải Thủy 9B không? Cùng trường Trương Văn An đây. Anh Hiếu định đi bộ vòng quanh trên đất hay sao mà tập hăng thế? Đừng phiền lòng nhé. Phiền đấy.
Thế nào? Sốt ruột nhỉ? Cô em vẫn chưa nhận lời à? Biết làm thế nào được. Cô vẫn muốn thử thách. Mà như vậy cũng phải thôi. Cậu kiên trì thật đấy. À, mà sao cậu không viết thư báo cáo thành tích bước đầu cho cô em phấn khởi? Hôm qua cậu vừa được tuyên dương trước toàn trạm về trận thử lửa ngoài mặt đường kia mà. Thôi đi cậu. Thành tích quá ấy. Khuya rồi, đi ngủ. Ngủ yên rồi, cô đi nghỉ đi. Dạ. Thức mấy đêm rồi còn gì. Vâng ạ. Nếu có việc gì anh gọi em ngay nhé. À. Anh ấy gửi thư gì về mà nặng thế? Chắc anh mày lại gửi về nhiều cái hờ quá chứ gì. Chỉ ăn nói lằng nhằng bạn bè phải có ranh giới chứ. Thế nào, vẫn chưa nhận lời cơ à? Thôi, nhận lời đi. Chị mà cứ nhận đi, anh thở phào chứ. Này, anh ấy lại mới gửi về thêm mấy cái ký họa. Ký họa đẹp quá, đẹp chị ạ. Quá nhỉ. Đây. Mai gì đấy chị ạ. Thật đấy, xinh ghê. Này, chiến trường này thì tôi quá. Đẹp quá chị Hồng ạ. Hiếu nó tài hoa thật đấy nhỉ. Tài chị cứ khen chứ, ai mà chẳng vẽ. Cầu gì đấy? À, cầu mây đấy chị ạ. Lần đi hoa. Anh Hiếu của mày đây phải không Thúy? Đây hả? Ghê nhỉ. Hiếu của Thùy đấy rồi. Đâu mà đây như vẽ. Vẽ mà thế. Vẽ. Vẽ phải có sự thật chứ. Tất nhiên rồi. Đã gọi là vẽ thì phải sáng tạo nghệ thuật chứ. Sáng tạo trên cơ sở thực tế mà. Mà toàn những em xinh đẹp thế này mà động viên các anh thì làm gì mà các anh chả hăng hái xông lên. Thế này thì gay quá lắm thì ạ. Nhận lời ngay đi, kẻo bị phóng mất đây. Thật chả trách được. Chúng nó gọi mày là con ong, lúc nào cũng châm. Này, sao lại khủng bố nó thế? Cậu Hiếu đứng đắn lắm, đừng sợ em ạ. Vâng, em có sợ gì đâu ạ. Làm gì mà phải sợ. Tôi đi ra
con thôi, về tình yêu quê hương thống nhất. Đời tôi nhớ cánh chim bay gió dây Trường Sơn. Ôi non xanh nước biếc, luôn luôn dìu chân tôi bước tiếp. Cũng lắm lúc gian nguy, sau khi mà quê hương giấc mơ. Cái nhà anh này cứ ngẩn người ra, đứt dây đàn rồi mà không biết. Nhìn gì mà nhìn lắm thế? Thế thì nhìn chơi. Nào, nhìn thi nào. Quần áo thương binh phải không anh? Đưa em giặt đỡ nào. Thôi, để tôi giặt nốt. Có gì mà bỏ. Sao anh gặp em có vẻ ngại thế nào, phải không? Kẻ cũng có ngại đi chút. Sao thế anh? Giá tuất đừng xinh gái, đừng dễ thương thì có hơn không? Ừ.
lần sau chúng ta sẽ làm bài tập về khảo sát các hàm số dạng này. Còn bây giờ có ai muốn hỏi gì nữa không nào? Thôi nhé, mời các đồng chí nghỉ. Đi ra ngoài kia đi. Cậu ơi, đang mình nhận thư này. Đi sửa con thư này, xem đây. À đây, của em đâu? Hoàng Trung Hiếu có thư đây. Hiếu đây. Hiếu có thư kể em Mai Thùy Hà Nội. Anh Hoàng Trung Hiếu làm thư. Anh Hiếu ơi, có thư ở Hà Nội nhá. Cho anh em đọc chung với. Tự xưng là anh em kia à? Đổi giới tính bao giờ thế? Chẳng là nó vừa học đại số xong mà à. Nó đổi dấu âm sang dấu dương đấy. Nào, nghe anh em. Thế nào rồi? Tìm ra nghiệm số kép hả? Không, phương trình vô nghiệm. Đi ra chỗ anh Quý chơi đi. Anh ấy nhận được thư nhà đang vui đấy. Này, các cô xem. Ông bố mình có tâm lý không? Kèm trong thư còn có một dúng thuốc lào tên lãng quên mình trên cống đấy. Này, các cậu ơi, đem Điếu lại đây. Lại đây các cậu. Điếu đâu? Điếu đây. Điếu đây. Điếu đây. Điếu đây. Điếu đây. Hút thì say gặp chết đấy. Lại đây. Tất cả chúng ta dừng bút nghe tôi đọc lại đầu bài. Vần thơ của bác, vần thơ thép mà vẫn mênh mông bát ngát tình. Hãy bình giảng và tìm dẫn chứng làm sáng tỏ hai câu thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông. Nào, chúng ta có ai thắc mắc gì về đề không? Thôi thì chúng ta bắt đầu đi. Yêu cầu các đồng chí chấp hành đúng nội quy của rừng khách, đề nghị tắt lửa ngay. Nếu sắp sủi mà đồng chí thông cảm một tẹo. Không được đâu. Với nhau cả mà. Thằng Mỹ không đợi các đồng chí uống nước đâu. Cả các đồng chí kia nữa, dập tắt bếp ngay đi. Đồng chí có nghe lời tôi nói không đấy? Bây giờ là mấy giờ rồi? Yêu cầu tắt lửa ngay. Tôi đây làm cái trà đấy người anh em. Làm gì mà hăng hái thế? Trà đang ngon. Đừng có anh bà. Các đồng chí thuộc đại đội nào? Các đồng chí có chấp hành đúng nội quy của trạm hay không thì bảo cho tôi biết. Này anh bạn, các anh chui rúc vào cánh rừng này thì không có cương vị gì để dạy bảo tụi này đúng nhá. Các anh giỏi, các anh ăn nói như thế đấy.
Nói thế mà nghe được à? Thôi 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 cậu, cùng đỡ nhau cả mà làm gì mà nổi nóng lên thế? Dậm lửa đi, dậm lửa đi nhá. Này đồng chí Giao Liên, đồng chí gì ơi? Tôi không dám đơn vị các đồng chí đâu, đã có người khác. Sao cậu về sớm thế? Tớ không nấu cơm cậu đâu đấy nhá. À, mà đúng rồi. Sáng nay cậu đã lĩnh cơm nắm. Này, hết tiêu chuẩn rồi đấy nhá anh bạn nhá. Tao không thèm ăn trực của mày đâu mà lo. Ôi, có chuyện gì mà cậu cáu thế hả? Hôm nay tao thật xui quẩy. Vớ phải đoàn khách. Đun nấu linh tinh, Giao Liên có ý kiến lại còn bị mắng như tát nước vào mặt. Tao mặc xác chúng nó. Thế không có ai dẫn họ à? Có thằng Thiện, chỉ có nó mới chịu nhục được. Không phải là chịu nhục, mà đã là Giao Liên thì phải biết kiên trì. Thôi, mày đừng có mày lên lớp nữa. Tớ bảo thật, hay là cậu trong hộ nồi cơm, tớ gửi công văn đến trạm 15 cho. Kẻo thế này lôi thôi lắm. Trạm đã đành, còn có binh trạm, còn trên đoàn nữa. Xưa nay trạm 14 mình vẫn được khen cơ mà. Mặc thầy tôi, anh chỉ biết lo cái việc nấu ăn của anh ấy. Không ai khiến anh gửi công văn hộ tôi. Tôi khác tự biết liệu cái thân tôi. Chẳng đã dạy khách này. Khách, tao đang chết vì khách đây. Yêu, lại đây. Tao đã hoan mày hả? Thằng cún ngu si. Nhưng dù sao đã là thân phận thằng cún thì mày cũng không được kêu ầm lên thế nhá. Ê, đoàn đấy. Chín đến đấy. Lên lên tất cả, không được nôn nóng tất cả mọi người. Thôi vào hầm đã. Này này, cậu sắp thua rồi, đừng có mà chạy làng. Máy bay chưa tiếp, phải đánh lạc hướng các đồng chí ơi. Cậu không không theo tôi. Thank you.
cậu cũng quá đáng lắm cơ. Ai lại bảo người ta chui giúp vào xó rừng thì không có cương vị gì để bảo ban người khác. Nói bậy nói bạ. Bây giờ đã thấy hậu quả chưa? Nhưng mà... Thôi đi. Thôi không đi ông. Toàn nói liều đi. Nói linh tinh. Cậu đấy ạ. Ban nãy cậu bỏ đi đâu mà để các bếp đun nấu bừa bãi thế? Tớ trông thấy định chạy lại bảo thì máy bay đã ập đến rồi. Bỏ về chứ đi đâu? Bảo thế nào được mấy cái ông tướng ấy? Cái xảy này cái ung là thế. Có những việc mình để sơ suất, hậu quả tai hại không thể nào lường hết được Thành ạ. Mình cũng có nhiều điều ân hận ghê lắm. Cho nên mình không muốn chơi lười. Làm việc gì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn. Thôi, đừng lên giọng chi đoàn nữa mày. Đồng chí mấy giờ rồi? Đúng giờ rồi đồng chí ạ. Sếp ạ, bốn anh dọc tập hợp. Về chưa cơ chưa? Ô, các anh ấy về rồi kìa. Làm chú em lo quá. Anh đã về ạ. Nhưng mà chúng em lo quá. Bị đá cao sức sơ một chút thôi, không sao đâu. Để bọn này về làm nhiệm vụ nhé. Chúng ta về vẽ khách đi. Đi, đi. Chuyện gì xích mích cá nhân lại bỏ nhiệm vụ chung là thế nào hả? Cậu không biết xấu hổ à? Suy nghĩ gì mà kỳ thế? Tôi mệt. Mệt thì cho về nghỉ. Suy nghĩ kỹ rồi viết kiểm điểm. Đối chiếu 10 lời thề danh dự và 12 điều kỷ luật quân nhân xem mình làm có đúng không? Tiếp tục đi tìm ạ. Hai hôm nay anh Quý và cậu Hiếu có ra ngoài tròi gặp dân để tìm hiểu thêm. Dạ, anh Quý đang viết báo cáo ạ. Vâng, chúng tôi sẽ gửi lên ngay. Binh trạm đã thông báo cho tất cả các trạm giao liên, các đơn vị thanh niên xung phong dọc tuyến đường. Mình chắc cụ cậu mang theo con chó không dạy gì mà đi theo đường mòn giao liên. Mình cũng nghĩ là cậu ấy đi tắt rừng. Này, các anh trên bảo phải hầm hố cho cẩn thận, phòng xa cậu nhảy theo địch. Cũng là đề phòng thế thôi. Cậu này vì có bài gì ghẻ nanh ác quá, nên tính tình hay sinh nóng này. Nhưng được cái trực tính tốt bụng. Thật phiền quá. Này, hắn chẳng chạy theo địch đâu. Nhưng cậu ấy đi liều như thế rất có thể gặp tai nạn dọc đường đấy. Mình cũng chủ quan quá. Khi nghe Hiếu nói hắn có quay lại làm nhiệm vụ khi máy bay oanh tạc, mình đâm ân hận quá. Nghĩ vừa giận lại vừa thương. Dù sao thì cậu cũng là một chiến sĩ tốt. Cái thằng hắn đi rồi mà cái tếu của hắn vẫn còn để lại.
bài hát lại nhớ bữa liên hoan hôm trước Bình nhỉ? Ừ. Em nhớ anh chỉ huy đồng ca chứ nhớ gì bữa liên hoan. Thôi, tớ chẳng thích cậu đùa thế đâu. Không thích anh chỉ huy đồng ca thì thích anh đẹp đàn vậy nhá. Anh ta đào ngũ mất rồi còn đâu. Ai bảo mày là anh Thành đào ngũ hả? Cứ vớ vẩn. Anh ấy đã viết thư để lại cho trạm giao liên, nói là sẽ ra đơn vị chiến đấu. Ừ, cho là anh ta làm đúng như lời trong thư để lại, nhưng bỏ trạm giao liên đi là sai đứt đuôi nòng nọc rồi. Thế mà em bảo là em không mê. Không mê mà bênh anh Thành chầm chập. Không thể nói chuyện gì đứng đắn với mày được. Ai mà cũng bảo tao mê, tao chả mê ai sao. Thôi mà, vừa mới đùa một tí mà đã giận. Anh ta bỏ đi thế, mấy đêm rồi ăn ngủ vào đâu nhỉ? Ừ, kể cũng tội. Cũng là ra chiến trường, người ta thì kẻ đón người đưa đàng hoàng, còn mình lại đâm ra mang tiếng. Đốt lửa to thêm. Nhớ máy bay nó cho một chùm tọa độ thì có mà ăn cám. Chao ôi, thiếu hơi người lạnh quá. Không biết mọi người bây giờ đang làm gì nhỉ? Họ đi tìm mình chắc. Không, họ không tìm được mình đâu. Mình phải tỏ ra cho các anh ấy biết rằng mình không phải là thằng hèn. Ở đời này để người ta khinh mình là điều không thể được. Mình sẽ vượt qua dãy A Ngo. Ở đấy có những trung đoàn đang chiến đấu. Tại lửa. Sẽ có thằng Hiếu cùng đi với mình. Hay anh em khác, ai cũng được. Chẳng có ai cả. Ôi, mình thấy cô đơn quá. Các giống thú ở trong rừng
đều có tiếng kêu nó muốn nói. Ta là con voi, ta là con hổ đây, ta là con nai đây. Vậy thì con người khi vào rừng cũng có tiếng hú để nói ta là con người đây. Giả dụ bà đi săn, bà tự giới thiệu như vậy thì các giống thú chuồn mất. Thằng Thành nghe tiếng hú, nó cũng tránh đi thì sao? Con người đã cố trốn nhau trong rừng thì thôi không nói đến tìm. Bà dẫn chúng con đi thế này hóa ra vô ích à? Miệng hú là để thằng Thành nghe thấy tiếng người, nó nhớ, nó tìm về. Bà nói đúng. Sợ nó đi xa rồi, hôm nay đã là ngày thứ ba. Không, ta đi hướng khác. Vâng. Bà ơi, đi chỗ. Vàng. Vàng, vàng. Không bà. Vàng, vàng. Đây các bạn. Lại đây. Đây. Lại đây. Vàng. Vàng ơi. Vàng. Vàng. Vàng ơi. Vàng, 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 vàng. Chủ mày đâu rồi? Khá lắm. Vàng ơi. Khá. Con đói hả? Khá lắm. Không biết bây giờ Thành nó đi đâu. Vâng, có mấy hôm ở trong. Ăn nữa đi. Sọt hẳn đi thì khổ chưa? Nó đói quá rồi. Này không khéo thằng Thành làm sao rồi. Nhưng sao nó về mình nhỉ? Thôi thì cứ đi theo nó rồi nó dẫn chỗ. Chắc thằng Thành bị tai nạn. Ta đi ngay thôi. Anh em không còn ai, anh Bảy ạ. Cứ bình tĩnh xem sao đã. Về địa điểm 2, có dự phòng rồi mà. Không biết anh em có sao không nhỉ? Đâu về đấy? Em đi tìm Sâm Nam. Em kiếm về gửi cho mẹ em đấy. Anh phải học tốt mới được. Các cụ uống thứ này tốt lắm, rất dễ ngủ. Ấy không được, không được đâu. Bí mật. Hôm nọ anh hứa cho em xem ảnh chị Thùy đâu. Không đẹp đâu, xấu hơn Tuất nhiều. Đây này. Đẹp lắm. Anh cho em mượn về khoe với chúng nó nhé. À lại thế. Không sao đâu, em sẽ giữ cho anh cẩn thận. Không mà. Được đâu, này.
Buông ta rồi em giả. Không được, giả rồi anh buông. Buông ra, buông ra. Buông ra, không lỡ có ai thấy người ta. Thế nào rồi anh cũng sẽ vẽ tất. Để hôm nào thành ra trạm xá. Ô hay, anh này vơ quang vơ xin. Anh sẽ vẽ thành thì đệm đàn, còn tuất thì hát nhá. Anh quá tốt với bạn, thật đấy. Thủ trưởng đến anh em ơi. Tao ý đây anh nhỉ? Vâng, vâng. Ta nghỉ dài lao ý chứ các đồng chí ơi. Các đồng chí ơi, lại đây, lại đây. Thủ trưởng nào? Tình hình diễn ra đúng như lời dự kiến của cấp trên. Mấy hôm nay nó đánh giữa bãi tranh và rừng mai. Trong kia ta sắp mở chiến dịch. Ngoài là một binh đoàn đang hành quân vào. Thời gian gấp lắm rồi. Đây là con đường bị oanh tạc. Ta phải mở một con đường tránh tuyến đường bị oanh tạc. Theo chỉ thị của cấp trên, ta phải mở một con đường xuyên qua đỉnh 1300, tức là dãy A Ngo. Qua Ngo chắc chắn là dốc, khó đi, nhưng đảm bảo an toàn cho đơn vị hành quân. Các đồng chí thấy thế nào nào? Các đồng chí đồng ý cả chứ? Nhất trí với cấp trên thôi. Nhất định mở đường lắm. Đúng rồi, địch sẽ còn đánh liên tục. Đường giao liên mà lộ là phải mở đường khác ngay thôi. Có phải không các đồng chí? Qua A Ngo không có đường. Nghe nói hồi trước ở A Ngo cũng có con đường mòn, nhưng bây giờ không còn dấu tích gì cả. Hôm nọ Bảo Lay có dẫn chúng tôi đi đón đồng chí Thành, nhưng cũng chỉ mới tới chân A Ngo thôi. Ở đây anh em ta có ai biết đường không nhỉ? Thế này nhé, đồng chí Hiếu, đồng chí Thiện ra nhờ Bảo Lay dẫn đường, cùng với anh Bảy đánh dấu đường. Còn anh em chúng ta cùng với công binh và đại đội thanh niên xung phong theo dấu mà mở đường. Cấp tốc 2 ngày phải xong. Để tôi đi, tôi biết đường. Thế thì hay quá. Khoan thôi thầy. Đồng ý thành được đấy. Thành đi được đấy. Được, được. Tất cả vào chỗ lắp, chuẩn bị nấu mì. Máy bay. Xa lùa cái thằng mắt mù nhá. Anh có phải làm sao không? Dạ không sao đâu. Cô nào lấy gì băng cảm cho cậu ấy cả? Tốt băng đâu. Hỏng bên ngón tay đàn của anh thì tiếc thật đấy. Hỏng thế nào được. Ta ra làm việc tiếp đi anh Thành. Chú ý, chuẩn bị nô min. Được chưa? À,
cả mình. Bụi có tật giật mình đấy cậu ạ. Không mày ấy. Thang có chắc không cậu? Nào, lên thử xem nào các bạn. Này, làm thang thế này thì lúc xuống phải đi thụt lùi à? Tất nhiên rồi, ngốc ạ. Ở nhà mày trèo thang lúc xuống không đi thụt lùi thì đi kiểu gì? Tao tưởng phải làm cho lên xuống đàng hoàng chứ. Đàng hoàng thì có thang gác Hà Nội ấy. Nào, lên đây các bạn. Chào các đồng chí. Chào thủ trưởng ạ. Chào đồng chí. Chào các đồng chí. Chào các đồng chí. Chào các đồng chí. Thủ trưởng khỏe chứ ạ? Khỏe lắm. Tôi được tin đường xá thông suốt rồi. Tôi mừng lắm. Vâng. Mà các thủ trưởng chúng tôi cũng chỉ lo sợ mà không kịp đường để lỡ mất cơ hội chiến đấu. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Chỉ hành quân vất vả một tí thôi ạ. Trong chiến đấu tránh sao khỏi sự vất vả. Dạ vâng. Rồi còn dạ. Nhiều cái vất vả nữa chứ. Vâng. Vâng. Có đúng không? Mời thủ trưởng trong nhà. Mời các chị. Mời các đồng chí. Ở đây kín đáo lại đẹp nhé. Vâng ạ. Cái mang nước này các đồng chí vừa đặt xong phải không? Vâng ạ. Chúng tôi dẫn nước từ đỉnh núi bên kia suối lớn về đấy đồng chí ạ. Chúng tôi đặt tên cái mang nước này là Hoàng Trung Hiếu ạ. Hoàng Trung Hiếu ạ? Vâng ạ. Hoàng Trung Hiếu là một chiến sĩ giao liên của trạm 14 chúng tôi. Đồng chí này đã có công phát hiện, thiết kế, tổ chức cái mang nước này. Nó còn dẫn nước cho cả đại đội thanh niên xung phong ở bên kia đấy ạ. Hoàng Trung Hiếu cũng là một chiến sĩ có công mở đường cho quân ta hành quân trong đêm nay đấy ạ. Hoàng Trung Hiếu có phải là sinh viên đại học xây dựng mà là người ở Hà Nội có phải không? Vâng, thế đồng chí cũng biết Hoàng Trung Hiếu của chúng tôi biết, chứ ạ? Biết chứ. Huy, Huy ơi! Dạ. Đây là cô Huy. Dạ. Cháu tôi đấy. Vâng. Sinh viên trường đại học y khoa và Trường Sơn thực tập. Vâng. Bạn của Hoàng Trung Hiếu đấy. Trời đất, thế ra cả nhà lên đường hành quân thấy Mỹ ạ. À. Chào đồng chí. Vâng, em đi phục vụ cho một trọng phẫu ra chiến ạ. Tiếc quá nhỉ, Hiếu lại cùng đơn vị đi mở đường. Thôi được, để tôi cho người đi gọi. Đây đấy đấy cũng xa lắm, trời lại sắp tối mất rồi. Đến đấy phải đến 5-6 cây số đường chim bay. Vâng, đến đi ạ. Lệnh cho các công trường biết đường vẫn an toàn, tiếp tục hành quân khẩn trương. Báo cáo thủ trưởng, chúng nó muốn chặn quả đấm thép lại mà chặn không nổi ạ. Ai bảo đồng chí là quả đấm thép? Báo cáo đồng chí, trên văn bản thì không nghe nói. Anh em đồn miệng thế thôi. Chúng tôi cho rằng đơn vị đồng chí vào đây có tính chất quyết định cho chiến dịch. Quyết định ạ? Vâng ạ. Lính của ta rất thích danh từ kêu. Nào là quả đấm thép, dạ. Nào là cú quyết định, nào là đòn sấm sét, chỉ tổ tăng thêm chất anh hùng dơm và tính chủ quan mà thôi. Vâng ạ. Đồng chí hãy cải chính ngay với các chiến sĩ giao liên rằng đây không phải là quả đấm thép mà là một đơn vị bộ binh bình thường tham gia chiến dịch. Vâng ạ. Mà quyết định à? Có khi lại chính là các đồng chí cũng nên. Vâng. Thí dụ như là các đồng chí làm chậm trễ của chúng tôi
mất vài ngày hành quân. Vâng. Hoặc không bảo đảm an toàn giao thông dọc đường. Thế là chúng kế thằng địch. Vâng. Các cậu ơi, chị Thùy đây này, bạn anh Hiếu đấy. Đi đi các em ơi, đứng lại thế. Chị đã gặp anh Hiếu chưa? Lại chưa đâu ạ. Chị chưa gặp anh Hiếu à? Ủa tiếc nhỉ. Chị ở lại trạm có một đêm mà anh Hiếu lại bận mở đường. Hay chị ở lại thêm vài bữa nữa nhé. À chú Bảy chứ người đi gọi chưa? Chắc không gọi được ạ. Thôi để chị đi chúng mày cho kịp đơn vị đã. Đi nhé, đi nhé. Đâu? Chẳng thấy đâu cả nhỉ. Hay là đi qua rồi? Không. Bác Nghĩa. Ôi, bác Nghĩa. Bác. Bác chào các chiến sĩ sao liền. Thế mà bọn cháu cứ sao không gặp bác ấy chứ nhỉ? Bác này chắc mệt lắm à. Dốc này cao ghê thật đấy. Vòng tư đỉnh núi bên này, tít tận sang đỉnh núi bên kia kìa. Vâng. Ta đi phải vui vẻ lắm chứ sao không chịu được. Thì ra toàn là những người nhà à. À này, hai cậu đây là bạn thân của cháu Thùy đấy. Đấy ạ. Thỉnh thoảng vẫn sang chơi nhà. Vâng. Thế nào, hai cháu vẫn sống tốt cả đấy chứ. Dạ vâng. Bác cũng khá đấy. Đôi bạn thân mà vẫn được ở với nhau như thế này là tốt đấy. Vâng. Này cháu này. Dạ. Mẹ cháu có gửi quà cho cháu đây. Thế ạ. Tất cả đều ở chỗ Thùy. Vâng. Ở phía cuối hàng quân đấy. Vâng. Thế nào, đồng chí Nghĩa gặp đồng hương à? Cháu chào bác ạ. Bạn thân của cháu Thùy đấy. À. Chiến sĩ giao liên Hoàng Trung Hiếu. Cháu chào bác. Bác chính ủy. Vâng. Sao? Cháu công tác ở đây à? Dạ thưa bác, cháu làm giao liên ạ. À, tôi xin có lời chào người chiến sĩ đi bộ vòng quanh trái đất. Nhân nói chuyện với chiến sĩ giao liên, tôi thử làm một phép tính giản đơn. Giả dụ như ta lấy khoảng cách từ trạm này đến trạm khác mà đem nhân với số ngày đi dẫn khách, bất kỳ một chiến sĩ giao liên nào cũng đạt tới con số kỷ lục của chiều dài vòng quanh trái đất. Thật là con số kỳ diệu. Dạ, cháu chưa được như thế đâu ạ. Thế nào, có định theo cô bạn vào chiến dịch kiếm ít thằng Mỹ không? Dạ, thưa bác, cháu đang làm nhiệm vụ. Nói vậy chứ nhiệm vụ nào cũng vinh quang cả, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhé. Vâng. Thôi, anh nghĩ ở lại với các cháu, tôi lên đi trước. Vâng. Chị về đi ạ. Chào đồng chí. Đi ạ. Đi trước nhé. Vâng, bác đi ạ. Bác đã nghe binh trạng báo cáo về thành tích mở con đường của cháu. Bác thay mặt Bộ Tư lệnh Hành quân tỏ lời khen ngợi cháu. Cháu rất xứng đáng được khen thưởng. Dạ thưa bác, không đâu ạ. Đồng chí Hiếu mới xứng đáng. À? Còn cháu thì... Hiếu có cái xứng đáng của Hiếu, mà cháu có cái xứng đáng của cháu chứ. Nào, giờ các cháu muốn bác khen thưởng như thế nào? Dạ không ạ. Dạ thưa bác, bây giờ chúng cháu chẳng muốn gì đâu ạ. Tớ mà có bác tư lệnh như cậu thì tớ cũng xin sang ở cùng với ông ấy, cho nó khoái. Thôi đi đi ông ơi, tớ là tớ kiếu các cụ, ở với các cụ phiền lắm. Phiền gì mà phiền, cái dù nhẹ nhẽ không che nổi cái cán này. Thôi đi, kể cả dù lẫn cán đều phải ra trận choảng nhau hết. Tiến lên anh em. Đúng đấy. Anh dẫn Thủy đi đường tắt này, chúng mình sẽ tới trước cả đại quân. Trận bom hồi tháng 4 năm ngoái, rồi những trận mưa làm thành giếng nước này đấy. Ngồi đây em. Cá anh em bến phà cho bọn anh đấy. Ừ. Đầu tiên chỉ là mấy con cá nhỏ, anh cho vào túi ni lông mang về thả xuống đây. Thế mà bây giờ được cả đàn cá lớn như thế đấy. Bữa nay vội quá, không kịp câu cá đãi khách. Để hôm về, Thủy với bác Nghĩa qua đây, nhất định bọn anh sẽ chiêu đãi một bữa cháo cá thật ngon cho mà xem. Lúc ấy Thùy sẽ nổi lửa lên em giúp bọn anh một tay nhé. Vâng. Anh sẽ lên rừng lấy quả mỡ về cho em rán cá. Canh giỏi thật đấy. Vào bên Trường Sơn, nhiều lúc em cứ như người nằm mơ.
Em thấy từ những việc lớn đến chuyện sinh hoạt nhỏ, cái gì cũng đầy sáng tạo. Cho cá ăn nha. Nhưng lúc một mình vừa công văn tài liệu về qua đây, ngồi ngắm đàn cá, anh cứ ước gì giá lúc ấy có em, thình lình hiện ra như nàng tiên cá trong chuyện của Andersen. Không phải em đâu. Tuất chứ. Tuất tí với nàng tiên cá đúng hơn. Phải không anh? Em biết cả rồi phải không? Em cảm thấy thế thôi. Tiếc quá nhỉ, một cô bé đáng yêu như thế. Tại em. Tại em cả đấy. Mình vẫn đến trước đơn vị quân y của em, đúng không nào? Chào các anh ạ. Chào các anh ạ. Đi nhá. Gặp nhau trong này thì hay quá. Đi đường này nhanh quá anh ạ. Ai trông như cậu Hiếu thì mình như vậy nhỉ? Người quen nào đi Hiếu ơi? Hiếu. Hiếu đây ạ. Anh Quý ạ. Đây là người tình nguyện cùng em đi vòng quanh trái đất đây. Vâng ạ. Tôi cũng có nghe Hiếu nhắc nhiều đến cô. Vui quá nhỉ. Vậy là cô cũng đã vào được đến đây. Vâng ạ. Em theo các đồng chí quân y đi phục vụ chiến dịch, đồng thời chuẩn bị cho luận án thất nghiệp ạ. Vâng. Tôi đi nhé. Vâng ạ, anh đi ạ. Các anh đi mạnh khỏe ạ. Đi nhá. Đi nhá. Đi nhá. Anh đi ạ. Thắp 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 đấy.